Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh thân mến, giống như bao chủ đề khác, kết thúc chủ đề gửi lời chào lớp 1, cô trò chúng mình cũng sẽ đến với một tiết học vô cùng thú vị. Trong tiết học này, các bạn sẽ cùng với cô lắng nghe một câu chuyện hấp dẫn và đầy ý nghĩa trước hết hãy quan sát vào những bức tranh theo các bạn câu chuyện được diễn ra ở đâu à đúng rồi dựa vào những hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình có thể thấy câu chuyện được diễn ra ở một lớp học trong lớp học có rất nhiều bạn bè và cả cô giáo lẫn phụ huynh vậy chuyện gì đã xảy ra ở lớp học câu chuyện này có liên quan gì đến chủ đề gửi lời chào lớp 1 và mang lại cho chúng ta những thông điệp gì si ý nghĩa. Hãy cùng cô đến với câu chuyện ngày hôm nay. Những phần thưởng đặc biệt Bài học của chúng ta sẽ đi qua hai nội dung chính như sau. Thứ nhất, các bạn học sinh sẽ lắng nghe câu chuyện. Thứ hai, các bạn học sinh sẽ ghi nhớ nội dung câu chuyện kể lại câu chuyện dựa vào tranh vẽ và cuối cùng là tìm hiểu nội dung câu chuyện thông qua một vài câu hỏi bây giờ các bạn hãy cùng cô đến với phần đầu tiên nghe kể chuyện câu chuyện những phần thưởng đặc biệt Cuối năm, cô Hạnh Nhân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B mời phụ huynh và học sinh đến lớp làm lễ tổng kết năm học. Sau khi báo cáo tổng kết năm học và gửi cho từng phụ huynh cuốn sổ liên lạc, cô thông báo với cả lớp. Năm nay các bạn đã thể hiện sự nỗ lực trong từng hoạt động nên cô sẽ có phần thưởng riêng cho mỗi bạn. Thế là cô gọi từng bạn lên bục và trao phần thưởng kèm lời khen ngợi. Học sinh vẽ đẹp. Học sinh có nhiều tiến bộ khi viết chữ. Học sinh điều hành nhóm tốt học sinh tham gia nhiều hoạt động của lớp học sinh hay giúp đỡ bạn và rất rất nhiều những phần thưởng thú vị khác nữa cứ thế bạn nào có việc làm tốt hoạt động tốt hoặc thể hiện sự cố gắng trong năm học vừa qua đều được cô khen ngợi tuyên dương các bạn học sinh và phụ huynh đều cảm thấy vui và tự hào như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau lắng nghe câu chuyện những phần thưởng đặc biệt các bạn hãy ghi nhớ lại những nội dung mà cô vừa kể dựa vào những bức tranh minh họa để kể lại từng đoạn của câu chuyện sau đó hãy kể lại toàn bộ nội dung của câu chuyện nhé Phần tiếp theo trong bài học hôm nay của cô trò chúng mình đó là tìm hiểu nội dung của câu chuyện thông qua việc trả lời các câu hỏi. Câu chuyện Những phần thưởng đặc biệt diễn ra ở lớp học 1B do cô Hạnh Nhân làm giáo viên chủ nhiệm. Cuối năm, cô Hạnh Nhân đã mời phụ huynh và học sinh đến lớp. Theo các bạn cô mời phụ huynh và học sinh đến lớp để làm gì si. à rất chính xác cuối năm cô mời phụ huynh và học sinh đến lớp để làm lễ tổng kết năm học vậy theo các bạn cô giáo đã làm gì si trong lễ tổng kết các bạn học sinh của cô đã ghi nhớ nội dung câu chuyện rất chính xác sau khi báo cáo tổng kết năm học và gửi cho từng phụ huynh cuốn sổ liên lạc cô giáo hạnh nhân đã thông báo với cả lớp năm nay các bạn đã thể hiện sự nỗ lực trong từng hoạt động nên cô sẽ có phần thưởng riêng cho mỗi bạn thế là cô phát cho các bạn những phần thưởng đặc biệt mỗi bạn trên lớp từng bạn bước lên bục và nhận được phần thưởng kèm lời khen ngợi của cô có bạn thì nhận được phần thưởng học sinh vẻ đẹp có bạn nhận được phần thưởng học sinh có nhiều tiến bộ khi viết chữ và có bạn nhận được phần thưởng học sinh tham gia nhiều hoạt động của lớp hay học sinh giúp đỡ bạn vân vân mỗi bạn trong lớp đều có những phần thưởng xứng đáng với những việc làm tốt và những hoạt động tốt của mình trong năm học vừa rồi vậy theo các con những phần thưởng đó có ý nghĩa như thế nào à rất chính xác những phần thưởng ấy nhằm khuyến khích các bạn học sinh để các bạn làm tốt hơn những việc làm của mình, những hoạt động của mình. Bên cạnh đó, những phần thưởng còn là sự ghi nhận của cô giáo về sự nỗ lực của các bạn học sinh đấy. Vậy các con có thích được khen ngợi như các bạn lớp 1B không? Vì sao? Ở câu hỏi này các con có thể tự nói lên được những suy nghĩ và cảm xúc của mình các con có muốn được khen thưởng giống các bạn không vì sao mình lại được khen thưởng và vì sao mình thích được khen thưởng hãy nhìn lại xem một năm vừa qua các con đã có những hoạt động gì những việc làm gì tốt và xứng đáng được khen thưởng nhất Câu chuyện đã mang đến cho chúng mình một giờ tổng kết rất vui vẻ và nhiều cảm xúc đúng không nào? Buổi lễ tổng kết cuối năm học, các con được gặp bạn bè, kèm với đó, các con cũng sẽ nhận được những phần thưởng ý nghĩa cho sự nỗ lực của mình trong một năm học vừa qua. Những món quà đó sẽ trở thành một nguồn động lực rất lớn cho các con. Các con sẽ biết quý trọng biết phấn đấu hơn trong học tập và làm tốt nhiệm vụ của mình trong năm học mới tuy nhiên để nhận được những phần thưởng như thế các con cũng sẽ cần phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với nó đúng không nào ba học của chúng mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo